Mắt thấy sắp đại công cáo thành, chỉ cần thành Thích La đầu hàng, quốc gia cuối cùng của nguyên thuộc Đấu La Đại Lục cũng rơi vào tay của mình. Lại thêm một đoạn thời gian, tướng Thích La nhất thống, đại nghiệp thống nhất đại lục là đã thành. Tới lúc đó thì còn như hắn trở về, đơn giản chỉ là bản thân bồi cho một cái mạng choán mà thôi. Nghĩ đến đây thì trong mắt của quốc tử không khỏi toát ra một tia thê lương. Vũ Hào, người có biết ta vừa sợ người trở về, vừa hy vọng người trở về, 3 năm không gặp người còn khỏe chứ? 3 ngày sau, đế quốc Nhật Nguyệt ở xoáy trướng, bên phía thành Thích La từ đầu đến cuối không có phản ứng. Quốc tử ngồi ngay ngắn xoáy vị, mắt phượng là ngậm nguy. Vâng, tướng lĩnh ở biên giới quỳ một gối xuống cung kính hồi đáp. Nương theo 3 năm chiến tranh, quốc tử quyền uy càng ngày càng hưng thịnh, đại quyền trong tay toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt, vô luận là dân chúng hay là văn võ bá quan. Đối với vị nữ chiến thần thái hậu này đều không phục. Dưới sự thống trị của nàng, cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt an ổn, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, đối ngoại dụng binh như thần, đem đại bộ phận của đế quốc Đấu Linh cùng với Thích La đặt vào trong bản đồ Nhật Nguyệt, phân công tích này đủ để danh truyền thiên cổ. Quốc tử chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên hàn quang. Tốt cho một cái Bạch Hổ công tước, ta nhìn lầm người rồi. Chiếc binh lệnh của ta từ cửa băng thành Thích La phát động ra tổng tiến công, ta có muốn nhìn lấy thành Thích La bằng cái gì để ngăn cản đại quân của ta tiến công. Vâng, trung tướng cũng hét lớn, toàn bộ xoáy trướng đều tràn ngập ra cảm xúc phấn khởi mãnh liệt. Bọn hắn chờ một ngày này đã đợi đến hơn một kiên nhẫn, đây chính là thời cơ tốt đẹp nhất công thành danh toại. Trong mắt các tướng lĩnh của đế quốc Nhật Nguyệt, thành Thích La căn bản chính là cá nằm trên thớt, tùy ý mà xâm lược mà thôi. Tiếng quân hào vang lên, âm thanh vù vù trầm thấp vang vọng toàn bộ ngoài thành Thích La. Đế quốc Nhật Nguyệt mười mấy chi quân đoàn hồn đạo xưa gần như đồng thời phát động, trong đó lấy Nhật Nguyệt Hoàng Sa hồn đạo sư đoàn cầm đầu, hộ quân chi thủ ngũ đại quân đoàn hồn đạo xưa trước sau bay lên trong không trung, sắp xếp thành phương trận giả tinh tế lạnh lùng xa đối với thành Thích La. Trên mặt đất kia, các chi quân đoàn hồn đạo xưa cũng đã làm tốt toàn lực chuẩn bị công kích. Các loại hồn đạo khí liên hợp đã bắt đầu điều động ra hồn lực chuẩn bị liên hợp. Trải qua những năm này diễn biến chiến tranh, đều vào lúc này căn bản là cũng không cần binh lính bình thường xông xa vào chiến đấu. Một tòa phá thành trước mặt hồn đạo khí cường đại nhất căn bản là không tính là cái gì. Dù cho thành Thích La là một trong số ít tòa đại thành ở trên toàn bộ đại lục kia cũng giống như vậy. Dù có cứng rắn hơn nữa thì sao có thể ngăn cản được hồn đạo khí liên hợp oanh kích cơ chứ? Trên đầu thành Thích La, từng mảng hồn đạo khí cũng xuất hiện ra cảnh tượng nạp năng lượng. Ở trên thành, dưới thành răng đầy ra chữ cát thần nỏ pháo cùng các loại hồn đạo khí. Tam đại quân đoàn hồn đạo sư thành sư lê các đã đều làm chuẩn bị tốt chiến đấu. Pháo đài hồn đạo sư đoán trải qua tăng cường, bây giờ đã có được hơn 100 khẩu chư ca thần nỏ pháo. Bọn hắn cũng một mực đều là chủ lực đối kháng với đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu như không phải dựa vào hỏa lực cường đại ủng hộ, cũng sớm đã chống đỡ không nổi. Thành Thích La cũng làm tốt chuẩn bị mở ra hộ cháo liên hợp phòng ngự. Phương diện hồn đạo khoa kỹ, đế quốc Thích La không thể nghi ngờ chính là phải lạc hậu so với đế quốc Nhật Nguyệt rất nhiều. Thế nhưng một nói số lượng hồn sư, đế quốc Thích La thậm chí còn có ưu thế, mà lại chỉ là ưu thế tương đối lớn. Đế quốc Thích La lúc này tập trung ra cũng không chỉ là bản thân hồn sư vốn có của mình, còn có bộ phận hồn sư nguyên thuộc đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Đấu Linh. Hồn sư của hai hội quốc gia này quả thật là có một bộ phận đầu nhập vào đế quốc Nhật Nguyệt, thế nhưng càng nhiều hơn chỉ là chạy đến đế quốc Thích La, tinh thủ sau cùng của tam đại đế quốc. Bởi vậy hộ cháo liên hợp phòng ngự của thành Thích La liền có đầy đủ lực lượng tiến hành ủng hộ, cũng là nguyên nhân chính vì sao thành Thích La có thể trèo chống đến bây giờ. Đương nhiên cũng đồng dạng bởi vì hồn đạo khí nén năng lượng của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt còn cần càng nhiều thời gian tiến hành nạp năng lượng ánh sáng. Mặc dù là vô cùng vô tận, thế nhưng hấp thu chuyển hóa tinh lọc áp xúc lại cần quá trình tương đối là dài dằng dặc, nhất là loại khoa kỹ này mới vừa vặn ứng dụng. Các chi quân đoàn hồn đạo xưa đế quốc Nhật Nguyệt tác chiến sớm đã hết sức là quen thuộc, chính diện từng bước tới gần, từng đoàn cường quang bắt đầu ở bên trong không trung cương kết. Mà vào lúc này thành Thích La lại có vẻ hơi yên lặng. Dưới cái nhìn của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt, đây chính là bọn hắn dãy rùa sau cùng, cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Hộ quân chi thủ ngũ đài quân đoàn hồn đạo sư đều bay vào không trung, phân tán ra 5 cái khu vực xa đối với thành Thích La. Vòng công kích thứ nhất luôn luôn là không cần bọn hắn xuất thủ ra, tác dụng của bọn hắn chủ yếu chính là làm giám sát toàn bộ chiến trường và cùng bổ sung. Quốc tử lên bên trong xoáy trướng, một bên xoáy trướng là các loại màn hình hồn đạo, đều là kết nối lấy hồn đạo khí tham chắc ở trên không, đem toàn bộ tình thế chiến trường đều chiếu ở đây, cũng làm cho nàng có thể căn cứ vào hình tình huống làm ra phán đoán, càng thêm một bước điều chỉnh ra điều khiển tướng. Kỳ quái, đến khoảng các cách này, bên phía thành Thích La thế nào còn không có định trang hồn bảo đạn pháo xuất hiện. Quốc tử lúc này hơi nghi hoặc, mặc dù là tự nhủ một chút,
Thành Thiên La trước đó bị đại quân đế quốc Nhật Nguyệt tiến công, chưa can thần nỏ pháo là lợi khí trong yếu nhất, lấy phát xạ định trang hồn bạo đạn làm chủ. Định trang hồn bạo đạn là ưu thế lớn nhất chính là khoảng cách công kích. Bằng vào ưu thế này mới có thể tận khả năng khống chế khoảng cách giữa quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt cùng với Thành Thiên La liên hợp công kích tùy mạnh. Thế nhưng mà khoảng cách công kích cũng đã đạn pháo của định trang hồn bạo đạn khí so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Dù cho hồn đạo khí nén năng lượng cũng như thế, dù sao khoa kỹ này mới là những năm nay từng bước nghiên cứu ra được, cũng đều không đủ để hoàn thiện. Lúc này thì các chi quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đã đẩy khoảng cách đến Thành Thiên La chừng 500. Khoảng cách này chính là định trang hồn bạo đạn pháo có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, đồng thời là ngoài phạm vi công kích cực hạn của hồn đạo khí liên kết công kích lại hướng về phía trước, hồn đạo khí liên kết công kích kia liền có thể phát huy. Ngay lúc này thì cục diện ở trên chiến trường đột nhiên biến đổi, phương hướng về Thành Thiên La, từng đoàn ánh sáng bỗng nhiên từ nội thành bay đến, ánh sáng đều mang màu xanh lục, bay vào không trung về sau lại phóng ra ánh sáng bích lục, quang đoàn không nhiều, chỉ là 10 cái mà thôi, thế nhưng mỗi một cái thể tích đều 10 phần cực lớn, phương hướng bay vụt cũng phi thường là phân tán, quả thân có thể dùng bay tán loạn mà hình dung, thế nhưng mà tản mát ra dao động hồn lực lại cũng không phải là quá mạnh. Dao động hồn lực mạnh yếu tự nhiên do hồn đạo khí tham chắc sóng âm kia đến trinh sát. Dù cho quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt thực lực là mạnh hơn, đối mặt với hồn đạo khí cấp 9 cũng vẫn rất là nguy hiểm. Cho nên một khi hồn đạo khí tham chắc sóng âm kia đánh giá ra đối phương phát động ra chính là định trang hồn bạo đạn cấp 9, vậy thì các chi quân đoàn hồn đạo sư tất nhiên là sẽ trong lúc nhất thời lấy hồn đạo khí liên kết công kích viễn trình chặn đường, đem uy năng của nó hạn chế trình độ nhỏ nhất. Trong chiến dịch trước đó đã toàn diện thể hiện ra ưu thế của nó. Thế nhưng mà lần này dường như trở nên có một chút không giống cho lắm, những lục sắc quang đoàn hồn lực kia dao động cũng không quá mạnh, tối đa cũng chỉ là uy lực của định trang hồn bạo đạn cấp 7 mà thôi. Mà loại công kích tầng thứ này dù cho quân đoàn hồn đạo sư phổ thông nhất cũng có thể bằng vào hộ cháo liên hợp phòng ngự ngăn cản. Liên hợp công kích nạp năng lượng là hoàn tất, chờ đợi chính là cho Thành Thiên La một kích nặng nề, làm ra phán đoán về sau các chi quân đoàn hồn đạo sư đoàn đều tự nhiên là hạ đạt mệnh lệnh không chặn lại, chỉ mở ra hộ cháo liên hợp phòng ngự đối với bọn hắn mà nó liền đủ. Thế nhưng mà có tử thân ở bên trong xoáy trướng lại giống như là cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên quát, nhanh hạ đặt mệnh lệnh chặn đường. Nàng mới nói tới đây, ánh mắt nhìn màn ảnh kia lại bỗng nhiên bắt đầu trở nên lặng lẽ, bởi vì đầu mệnh lệnh kia được đưa ra đã muộn. Thời điểm từng đoàn bích lục sắc quang đoàn bay vụt tới phụ cận, các chi quân đoàn hồn đạo sư cũng không tiếp tục oanh kích đi lên mà là tự hành nổ tung khuếch tán ở trong không trung. Quất tử liền giật mình nhìn thấy mấy chục cái màn hình hồn đạo trước mặt kia bản thân đều là xuất hiện ra cơn sóng vặn vẹo kịch liệt, tất cả hình tượng đều trở nên không rõ, sau đó chính là bùng tuyết hỗn loạn tưng bừng. Chuyện gì? Quất tử cả kinh thất sắc, các tướng linh khác ở trong xoài chiếng cũng đều lấy làm kinh hãi. Tình huống như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt từ khi mà phát động chiến tranh đến nay có là lần đầu tiên gặp được. So với bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là các chi quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt trên chiến trường lúc này. Nương theo từng bích lục sắc quang đoàn ở trong không trung phóng ra, quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt kia vừa mới phóng thích ra từng cái hộ cháo liên hợp phòng ngự về mà cấp tốc tan rã. Trước đó tiếp xúc liên hợp công kích cũng lập tức trở nên hỗn loạn, từng đao quang mang cực kỳ là tán loạn bay lên trên không, và lúc này thì bọn hắn còn không có đạt tới khoảng cách công kích, cho dù có một loài hai dao động công kích kia hướng về Thành Thiên La vào tới cũng không có bất kỳ uy hiếp gì cả. Mà thời điểm liên hợp công kích hỗn loạn tản mát ra về sau, mười mấy chi quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đều khiếp sợ mà phát hiện ra, vô luận là liên hợp công kích hay là phòng ngự liên hợp, lúc này đều đã không cách nào mà tiếp tục. Trong lúc nhất thời, quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt luôn luôn là tung hoành vô địch, lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Trên tường thành của Tinh La, Hiên Tử Vân ngạo nghệ mà đứng, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Hồn đạo khí liên hợp đặc điểm lớn nhất ngay tại hai chữ liên hợp, dựa vào dao động hồn lực đạo khí lẫn nhau, trải qua chuyên môn dẫn đạo ra tập trung lực lượng dùng để công kích cùng với phòng ngự. Thế nhưng mà nếu như ta phá hoại dao động của các người thì sao? Để hết thảy đều trở nên hỗn loạn, ta cũng muốn nhìn lấy các người bằng cái gì mà lại thi triển ra liên hợp công kích cùng với phòng ngự. Ưu thế lớn nhất của các người bây giờ đã mất. Đúng vậy, chính là nghiên cứu mới nhất của Hiên Tử Vân, cũng là nghiên cứu đủ để các loại cải biến chiến tranh. Thật là đường chủ đường môn hồn đạo đường, hồn đạo sư cấp 9 cường đại nhất tam đại đế quốc. Hiên Tử Vân trong lòng vẫn luôn rất là rõ ràng, lấy lực lượng tự mình một người mà nghiên cứu vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng với toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt so sánh. Giữa tình huống này đến tục cùng như thế nào xoay chuyển kiến cục đây? Hắn tìm được phương hướng chính là cái trước mắt. Đế quốc Nhật Nguyệt ưu thế lớn nhất chính là hồn đạo khí liên hợp. Một khi hình thành liên hợp, giữa tình huống có đủ quân đoàn hồn đạo sư cường đại, cho dù là đối mặt với cực hạn đấu la cũng không hề sợ hãi.
Thế nhưng mà nếu như không có liên hợp thì sao? Không thể đem lực lượng hồn đạo sư tập trung ở cùng một chỗ thì sao? Vậy thì lực lượng chiến đấu của bọn hắn liền suy giảm rất cực lớn. Đơn nhất hồn đạo sư trừ khi chính là hồn đạo sư cấp 9, nếu không căn bản là không có khả năng cùng Phong Hào Đấu La chống lại. Số lượng hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt tương đối không ít, thế nhưng mà cùng Tam Đại Đế Quốc Phong Hào Đấu La so sánh lại phải ít hơn nhiều nhất đi. Hơn nữa không có liên hợp công kích cối phòng ngự, quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt liền không còn là vô địch. Giữa tình huống này, Hiền Tử Vân đầu nhập vào nghiên cứu chính là như thế nào phá hoại hồn đạo khí liên hợp. Trước đây không lâu hắn rốt cuộc thì thành công, đồng thời đem nghiên cứu của bản thân bắt đầu sản xuất tất cả hồn đạo sư cao giai của đường môn hồn đạo đường, bây giờ đều đầu nhập vào trong chế tác loại hồn đạo khí đặc thù này. Loại hồn đạo khí này liền gọi là đinh trang quấy nhiêu đan. Nó có đặc hiện ra viễn trình của một đinh trang hồn bảo đạn pháo, đồng thời có thể bao trùm phạm vi cực lớn cùng với bảo trì thời gian rất lâu. Đinh trang quấy nhiêu đàn quấy nhiêu chính là toàn phương vị sinh ra dao động hỗn loạn mãnh liệt, đủ để quấy nhiêu cơ hồ tất cả các loại đinh trang hồn bảo đạn khí thảm chắc ở trên không trung của đế quốc Nhật Nguyệt hiện nay. Trọng yếu nhất chính là hết thảy hồn đạo khí liên hợp kia bị quấy nhiêu đều đem tạm thời ra mất đi đặc hiệu liên hợp. Hiên Tử Vân duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là phần nghiên cứu này của bản thân tới hơi trễ. Nếu như là lúc trước đế quốc Nhật Nguyệt vừa mới phát hiện ra chiến tranh, hắn liền có phán thành ra thành quả nghiên cứu này, vậy thì đế quốc Nhật Nguyệt liền căn bản không có khả năng hủy diệt đế quốc Thiên Hồn cùng đế quốc Đấu Linh. Lấy chiến lược quân đoàn hồn sư cường đại của Tam Đại Đế Quốc phối hợp với Quế Nhiêu Đàn liền có thể đem hồn đạo sư áp chế ra ở trình độ thấp nhất. Quả thật là nghiên cứu có thể xoay chuyển chiến cục, hồn đạo khí liên hợp trước mắt Quế Nhiêu Đàn trở nên mà yếu ớt không thể sánh được. Đương nhiên thì nếu như cho đế quốc Nhật Nguyệt đủ thời gian, bọn hắn tương lai nhất định là có thể nghiên cứu ra trang bị kháng Quế Nhiêu. Thế nhưng đó cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn toàn. Quế Nhiêu dễ dàng, kháng Quế Nhiêu coi như là khó hơn nhiều. Phát xạ, Bạch Hổ công tước đã thật sự lâu rồi không có phấn khởi qua, khi em hắn mắt thấy từng đạo liên hợp công kích xạ ra tứ tán, từng cái quân đoàn hồn đạo sư nơi xa xuất hiện sau hỗn loạn, tâm tình có thể nghĩ, cho từ nay đế quốc Thình La đều một mực bị áp chế, tức là một đời danh soái hắn chỉ có cảm giác bất lực, hôm nay bằng vào tác dụng của Quế Nhiêu Đan, hắn rốt cuộc thì có loại cảm giác có thể đem nắm đấm vùng ra, cùng với địch nhân cứng đối cứng làm một vô lớn. Từng đạo quang mang bỗng nhiên từ phương mà hướng của thành Thình La dâng lên, nhiều đến hơn 10 đạo, mục tiêu chỉ đến chỉ là mười mấy chi quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Mỗi một đạo cường quang đều mang khí thế bằng đại mà vô cùng, cơ hồ mỗi một chi quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt vào lúc này đều phải đối mặt với một đạo cường quang công kích. Tất cả hồn đạo khí tham chắc ở trên không hiện tại cũng đều hỗn loạn, cho nên cả căn bản không có cách nào bình chắc ra uy lực của công kích cường quang. Đế quốc Thình La phản kích xuất cuồng đã bắt đầu, hơn 10 đạo cường quang chỉ là tích lũy đỉnh trang hồn bảo đạn pháo cấp 9 cuối cùng của thành Sơ Lê Khắc, đế quốc Thình La cùng đế quốc Đấu Linh. Bạch Hổ công tướng rất khoan quyết nhiên là trong đợt công kích kia đầu tiên này đem át chủ bài lớn nhất lật ra, hắn cũng không thể nào không như thế. Đinh trang quấy nhiêu đàn thời điểm ban đầu hiệu quả là tốt nhất, và lúc này thì cũng là thời điểm toàn bộ đại quân đế quốc Nhật Nguyệt hỗn loạn nhất. Đinh trang hồn đào pháo cấp 9 không có hộ cháo liên hợp phòng ngự cống cự mới có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất, nếu như thật sự là có thể toàn diện thành công, vì vậy liền thật sự là cải biến cục diện toàn bộ chiến trường. Quân tử lúc này đã từ bên trong xoài trướng xông ra, được đám hộ vệ cùng với hồn đạo sư cao sai bên người hộ trợ giúp, cấp tốc là bay lên. Vua Văn nhìn thấy cảnh tượng hơn 10 đạo cường quang cường hóa ra quân đoàn hồn đạo sư phe mình nó bị bắn tới. Bây giờ muốn hoàn toàn ngăn cản đã không có khả năng, nàng thậm chí là không có cách nào thông qua hồn đạo khí truyền tin hướng về tất cả quân đoàn hồn đạo sư hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này thì dù cho nàng luôn luôn trầm ổn, tâm thần cũng có một chút hỗn loạn, nàng vẫn lần nghĩ không ra, đế quốc Thình La lại có thể xuất ra hồn đạo khí cường đại đủ để quấy nhiễu ra lấy tất cả liên hợp cùng với hồn đạo khí tham chắc. Trong lòng của nàng cũng đã có một chút bối rối, và lúc này thì bên phía đế quốc Nhật Nguyệt kia có thể dựa vào cũng chỉ có phản ứng của riêng các chi quân đoàn hồn đạo sư. Đế quốc Nhật Nguyệt nội tình dù sao thâm hậu, hồn đạo khí ưu thế, cùng với các chi quân đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư chỉ huy, trong thời gian ngắn nhất hiện ra hiệu quả.